Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay giới thiệu đến với anh em một mẫu của thương hiệu Maurin Lacroix. Và mẫu này là một mẫu mới anh em nhé. Và em nó sẽ có một cái thiết kế rất là thể thao sang trọng, và nó mang cái led rất là hiện đại. Và ok thì trên này của em đầy đủ là hộp sổ thẻ. Em này là một em thuộc dòng Icon, và nó sẽ là một mẫu mới ra mắt năm 2019. Và từ năm 2019 đến năm đến bây giờ thì em này hiện tại thì vẫn đang rất là hot, tại vì cái mức giá rất là hợp lý, cùng với đó là cái độ hoàn thiện và thiết kế nó sẽ mang hơi hướng của một chiếc Hublot hay là một chiếc AP Royal Watch. Thì em này chúng ta sẽ có một cái size là size 42mm và độ dày sẽ khoảng tầm 10mm anh em nhé. Một cái thiết kế, một cái size rất là phù hợp với rất nhiều cổ tay của anh em. Em này của em sẽ có một cái màu mặt, đó là màu mặt trắng, và trên cái mặt số này sẽ được làm rất nhiều đường vân lỗi của blockchain ở trên phần mặt số này. Thế là anh em nhìn cái mặt số này nó cực kỳ là tinh tế, cùng với đó là cái mặt số rất là đẹp. Chúng ta sẽ có là logo thương hiệu của hãng ở góc 12 giờ đây, và được gắn nổi trên mặt số. Cùng với đó bên dưới là dòng chữ Maurin Lacroix ở ô lịch ở góc 3 giờ, với một cái đường viền ở bên ngoài ô lịch để tạo cái điểm nhấn cho phần góc 3 giờ. Chúng ta sẽ có là các cọc số, sẽ là cọc số vạch, và trên mỗi cọc số này sẽ được gắn dạ quang. Cùng với đó là bộ kim kiếm làm thanh mảnh, và cũng sẽ được gắn dạ quang ở trên phần bộ kim này. Ở vòng bên ngoài chúng ta sẽ có là các vạch chia phút với 60 phút ở đây. Mặt kính sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối và được phủ chống lóa hai mặt anh em nhé. Nên là anh em nhìn cái mặt số này nó cực kỳ là trong luôn. Đó, anh em nhìn cái mặt số rất là trong. Còn khi em nghiêng qua từng góc độ thì cái mặt kính này cho nó sẽ ảnh lên hơi sắc xanh, nên là nó sẽ mang cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời cho chiếc đồng hồ. Nổi bật nhất trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có là phần 6 phần chấu được đánh bóng và là làm nổi trên phần liềng này. Đây là một cái thiết kế rất là đẹp và rất là sang trọng của hãng Maurin Lacroix. Chúng ta sẽ có là các đường phay xước ở phần bên dưới này. Đó, và thép phay xước mặt thân. Chúng ta sẽ có một cái đường đánh bóng ở đây để tạo điểm nhấn trên phần thân. Phần càng được làm rất là ngắn anh em nhé. Và cùng với đó là bộ dây sẽ ôm luôn bàn tay, nên là anh em cổ tay tầm trên 16 thì có thể đeo được chiếc đồng hồ này rồi. Chúng ta sẽ có được trang bị một cái lúm vặn cổ chai, và chúng ta sẽ có một cái logo thương hiệu của hãng. Với lúm vặn cổ chai này anh em sẽ có là 200m chống nước, anh em rửa tay đi mưa rất là thoải mái. Nhưng mà chiếc này là một chiếc dây da thì anh em nên giữ cho nó khô một chút để cái bộ dây da nó được bền hơn nhé. Khi mà em vặn lúm ra thì có thể lên được con tay. Cùng với đó nó rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch. Đó, rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Lớp đầu tiên này, đó, rất là dễ dàng. Có khi đó anh em đóng lại, ấn và xoáy vào thì phần lúm này nó sẽ ôm chặt vào đồng hồ, và cái độ chống nước của nó là cực kỳ tốt. Đến với phần dây trên đồng hồ này thì mặt trắng sẽ được trang bị một bộ dây cá sấu màu nâu rất là đẹp của Maurin Lacroix. Đó, một bộ dây cực kỳ là sắc nét, cùng với đó là một cái logo thương hiệu của hãng ở phần dây này rất là nổi bật. Anh em nhìn vân cá sấu được làm trên bộ dây này sẽ rất là đều vân. Đó, và các đường chỉ ở đây, mặt sau dây sẽ được in dập rất nhiều thông số của dây, và khóa sẽ là khóa bấm chống gập dây anh em nhé. Đó, phần mặt khóa này cũng sẽ được làm rất là đẹp logo thương hiệu của hãng ở phần bên trong. Và khi em mở khóa ra này, đó, đây là mặt trong khóa. Khi anh em đóng khóa đây, anh em bấm lại, đó, khóa rất là đẹp. Mặt sau đáy thì anh em sẽ có một bộ máy ML115. Bộ máy này được bay trên nền tảng bộ máy Celita SW200, thì nó sẽ có một cái thông số khá là ổn định với 26 chân kính, tần số dao động là 28.800, và thời gian tích cót của bộ máy này là 38 tiếng. Cùng với đó là size số sẽ cộng trừ 8 đến 10 giây một ngày anh em nhé. Một cái size số rất là ổn định của Maurin Lacroix. Chúng ta sẽ có một cái chốt ending ở đây. Anh em có thể bóp hai cái chốt này vào để tháo dây một cách rất là dễ dàng và thay dây luôn.
đó, anh em bấm hai bên vào thì sẽ tháo được bộ dây ra. Còn đây là một cái thiết kế rất là hiện đại của Maurice Lacroix. Chúng ta sẽ có là chữ Swiss made bên ngoài phần thân và thép không gỉ, mã đáy số seri, độ chính là 200m, kính sapphire. Cùng với đó là phần đáy sẽ được cố định với phần thân rất là khít với 6 con ốc ở đây. Đó. Ok, em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Với size 42 của Maurice Lacroix thì nó cũng khá là dễ đeo, tại vì phần cà rất là ngắn và độ mỏng cũng khá là ổn. Có tay 15.8, lên tay size 42 cũng khá là vừa vặn. Anh em nào có tay dưới 16 thì mới đeo được size 39, còn tay trên 16 thì em nghĩ lên đeo size 42 cho nó khỏe và nam tính. Đó. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng mới 100%, đầy đủ là hộp sổ, thẻ bảo hành của sau em 25. Bên em nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất. Em sẵn sàng hoàn tiền anh em 100% nếu anh em không ngưng ý. Đó. Thì bên em đang bán một cái mức giá rất tốt cho anh em, đó là 35 triệu cho chiếc dây da này nhá. Bên em đang sẵn rất là nhiều mẫu mã của dòng Icon này, ví dụ mặt đen, mặt xanh dây thép, mặt xanh dây da, mặt trắng đó, và mặt đen size 39 dây thép. Đó, em sẵn rất là nhiều. Cùng với đó là dòng Cholo Grab size 43. Đó, anh em ưng thích cái kiểu dáng mẫu nào thì có thể inbox trực tiếp cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em.